Quý vị và các bạn thân mến, vào dịp nắng nóng này, nguy cơ hỏa hoạn đang gia tăng, nguy cơ cháy nổ có thể sẽ xảy ra. Và để nâng cao khả năng sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phát huy hiệu quả của việc phối hợp giữa các lực lượng khi có sự vụ cháy nổ xảy ra, quận Tây Hồ đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phối hợp với nhiều lực lượng và phương tiện tham gia tại tòa nhà 6 Element, khu đô thị Tây Hồ Tây. Tình huống giả định do lỗi hệ thống điện gây cháy tại tòa nhà tầng 7 dẫn đến cháy lớn, cháy lan. Tại thời điểm này, tầng 7 có 5 người mắc kẹt cần ứng cứu. Ngay khi phát hiện có cháy, lực lượng bảo vệ đã kích hoạt hệ thống báo cháy, tổ chức chữa cháy tại chỗ và báo cho lực lượng chữa cháy công an quận Tây Hồ. Lập tức, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp khẩn trương có mặt tại hiện trường, kết hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng dân phòng để dập lửa, hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm cứu người, cứu tài sản. Phương án diễn tập sát thực tế, các lực lượng tham gia phối hợp khá thành thục, đáp ứng yêu cầu theo cơ chế vận hành, đảm bảo an toàn và thời gian chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Diễn tập ngày hôm nay ở trên nhà cao tầng là rất nguy hiểm, thế nhưng song với cái quyết tâm và cái ý chí cũng như là cái sự rèn luyện của lực lượng công an nhân dân nói riêng và tất cả các lực lượng tham gia chữa cháy ngày hôm nay, diễn tập nói chung của cả quận Tây Hồ thì chúng tôi đã coi như là thực hiện một cái phương án là thật nhất. Có nghĩa là tất cả các phương tiện chữa cháy của công an thành phố Hà Nội, của công an quận Bắc Từ Liêm và của công an quận Tây Hồ cũng như là các cái phương tiện chữa y tế đấy là của coi như là trung tâm y tế quận đấy, là đều ở đúng cái vị trí công tác thường ngày diễn ra đấy, công an phường cũng vậy và tổ chữa cháy cũng của cơ sở cũng vậy, không có việc là coi như là đến gần là hiện trường. Theo đánh giá của công an thành phố, buổi diễn tập bám sát thực tế tình huống xảy ra cháy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền, công an và người dân quận Tây Hồ, từ quy mô tham gia buổi diễn tập đến sự vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu khi xảy ra sự việc. Về mặt chuyên môn, các lực lượng tham gia đã thể hiện những tình huống khó như cứu người ở tầng cao, hướng dẫn cứu hộ người dân bằng đệm hơi, đánh giá đúng hướng gió, tận dụng hiệu quả các lăng vòi cứu hỏa. Thì chúng tôi đã xác định là diễn tập lần này phải gắn sát với thực tế. Thì trong đó thì ngoài những cái phương án như cũ, như cái việc là với những cái cách làm cũ thì phải bổ sung cái phương án mang tính chất là giải cứu, tức là phải sát với thực tế của các cái nhà mà xảy ra cháy. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, quận Tây Hồ luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Những chương trình tập huấn, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế này đã và đang góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, khả năng phối hợp, sẵn sàng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các lực lượng chức năng cơ sở để xử lý các tình huống cháy nổ bất ngờ.